Xin chào các bác, chào mừng các bác quay kênh Xe Đường 8. Tiếp tục video ngày hôm nay thì em sẽ làm một cái video đóng hàng. Thì ngay trước mặt các bác thì đây là một mẫu Chipster Storm, một cái mẫu thì cũng rất là mới, bản 2.0 cũng như bản 2020 luôn. Kiểu nó mới của Storm này, cấu hình con này thì em cũng đã review cho các bác chi tiết rồi. Mình mẫu xe thì cũng sẽ để ngay bên dưới để các bác vô xem chi tiết hơn cái mẫu xe này. Và cái mẫu này vừa được một bác ở trong thành phố Hồ Chí Minh vừa đặt vào hồi sáng nay. Đấy thì giờ em đóng hàng và chuẩn bị gửi chuyển phát nhanh cho các bác, thì cũng như là làm với chủ đề này để giúp cho những bác nào đang đặt hàng có thể yên tâm hơn về chất lượng cũng như là uy tín và cách đóng hàng bên nó như thế nào. Đấy, và để dễ đặt hàng những mẫu xe nào có đang quan tâm cũng như là giải đáp tất cả các thắc mắc nào mà các đang gặp phải, các bác cứ liên hệ ngay đến số điện thoại hotline 0936 307 317 để nhận được ngay ưu đãi hấp dẫn nhất khi đặt hàng các bác nhé. Còn bây giờ thì em sẽ đóng hàng và gửi chuyển phát nhanh cho các bác. Xong chiếc Chipster Storm 2.0 và 2020 đó, và sau đây em sẽ bỏ vào thùng và chuẩn bị gửi chuyển phát nhanh cho các bác. Đấy, thì các bác nào đang đặt hàng thì cứ liên hệ ngay đến số điện thoại hotline 0936 307 317 để nhận được ngay ưu đãi hấp dẫn nhất khi đặt hàng các bác nhé. Cảm ơn các bác đã coi video này của em. Xin chào các bác.